Rồi, AutoStyle xin mến chào các bạn. Quay lại với chuyên mục là xem xe lướt tại nhà và những cái món phụ kiện có thể nâng cấp được cho xe BMW nha các bạn. Hôm nay mình mang cho các bạn một siêu phẩm xe lướt luôn. Đó. Đó là chiếc BMW 330i sản xuất vào năm 2022 với công suất là 258 mã các bạn. Nó xem với lại công suất của xe C300 AMG luôn các bạn, công suất rất khỏe luôn ha. Giá xe này là xe lướt, lướt chỉ mới có 11.000 km thôi các bạn. Còn bảo hành chính hãng đến năm 2026 luôn nha. Giá mình đang bán là 1.589.000.000. Xe này đăng ký lần đầu tiên vào tháng 3 2023 các bạn. Nghĩa là mới đăng ký 5 tháng này thôi. Giá lăn bánh thôi, thời điểm đấy là 1.9 triệu ha. Xe màu trắng, nội thất đen các bạn. Và các option đã được trang bị theo xe, đó là cái cụm đèn BMW Laser ha, loa Harman-Kardon, cụm phanh M-Sport, camera 360 và hỗ trợ tua xe tự động nha các bạn. Trong những cái xe mình nghĩ cũng rất phù hợp với lại những anh khách nào mà trẻ tuổi ha. Nó phù hợp với lại những anh khách tầm tuổi từ 25 đến tầm khoảng 45 các bạn. Những khách trẻ trung cần sự thể thao năng động và tìm kiếm một cái chiếc xe mới thì chúng ta tội tình gì không mua cái xe lướt giống như vậy. Lướt mới 11.000 cây thôi, chạy mới được chỉ có 5 tháng thôi các bạn. Đó, các bạn yên tâm ha. Khi mà chúng ta đi mua xe lướt, chúng ta nên chọn những trung tâm uy tín các bạn. Thì khi đấy chúng ta đã được 80% an toàn ha. Và chúng ta chỉ cần thêm 20% theo cách kinh nghiệm coi xe của chúng ta nữa thì gần như là tuyệt đối chúng ta đi mua xe sẽ đúng với lại ý muốn của chúng ta ha, phù hợp với tầm tiền các bạn. Rồi, với một cái xe lướt như vậy, mình sẽ đi qua cùng với các bạn một vòng để mình hướng dẫn các bạn xem xe luôn nha. Đó. Tại sao cái xe này là nó mới như vậy thì nó có vấn đề gì hay không? Thì chúng ta xem qua bốn cái bánh trước các bạn. Đây, mình sẽ xem về cái mã sản xuất trên cái lớp này ha. Cái lớp này nó sẽ được sản xuất vào 31, 21 nữa các bạn. Có nghĩa là tuần thứ 31 năm 2021 ha. Đó. Là cái xe này nó được sản xuất vào năm 2022 các bạn. 2022 rồi coi như cái lớp này đi theo cái xe này luôn ha. Đây mình để ý ha, tuần thứ 31 là ở giữa năm 2021 cái lớp này sản xuất ra và sau đó sẽ kết nối cùng với xe, cái xe xuất xưởng vào năm 2022 ha. Và đăng ký lần đầu là tháng 3 2023 các bạn. Đang bán với giá là 1.589.000.000 nha các bạn. Chúng ta tiết kiệm được cũng gần 400.000.000 khi mà chúng ta mua xe này ha. Và mình coi cái thông số của cái bánh thứ hai là tuần thứ 31 2021 luôn các bạn. Đây, hai lớp trước là hai cái lớp đi theo xe từ nhà máy ra luôn, chưa thay thế ha. Đây, tuần thứ 27 2021 các bạn. Đó, nó kênh nhau mấy tuần ha. Thì một cái lớp nó kết nối cùng với xe thì khi mà nhà sản xuất ra thì cũng sẽ lệch một vài tuần các bạn, nhưng mà chắc chắn là cái lớp này đi cùng với lại cái xe khi mà sản xuất ra khỏi hãng. Cái lớp ở dưới là tuần thứ 27, cái này cũng tuần thứ 27 luôn các bạn. Tuần thứ 27 và hai cái lớp sau là tuần thứ 27 2021 và hai lớp trước là tuần thứ 31. Điều này sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được là cái xe này là xe lướt, chưa có cái vấn đề về ảnh hưởng về vần mâm lớp các bạn. Khi mà chúng ta chạy thì nó chưa có phải là bị đâm, bị đụng hoặc là những cái vấn đề về va đập ngang nó sẽ làm cho bể lớp, tét lớp. Thì khi đấy chúng ta phải thay cái lớp mới. Đó, khi mà chúng ta nhận định bốn cái lớp này đi theo xe chưa thay thì giúp cho chúng ta sẽ thấy được những cái khu vực này nó chưa có bị đâm đụng gì hết nha. Trong những chi tiết cũng rất quan trọng luôn các bạn. Cái mà chúng ta xem tiếp theo là cái thông số trên kính các bạn. Đây. Các bạn thấy số này số 21 nè các bạn. Đó. 21 nè. Kính này sản xuất vào năm 2021 nha. Đây 21 luôn nè các bạn. Đó. Xe này của chúng ta là xuất xưởng trên giấy tờ là 2022. Có nghĩa là cái kính này được sản xuất ra vào năm 2021. Rồi, đó là hai thông tin chúng ta có thể thấy bằng mắt trực tiếp liền luôn nha, không cần kỹ thuật gì hết. Để giúp chúng ta nhận định là chưa có thay kính, chưa có va đập ngang ở cái phần kính các bạn.
đó, chứa phần va đập ngang của những hai cái kính hông, kính trước và kính sau ha. Chúng ta sẽ cảm thấy là cái khu vực này nó an toàn một chút xíu nữa các bạn. Đó thì chúng ta sẽ xem vào cái chi tiết thứ hai, đó là cái khoang động cơ các bạn, để chúng ta xem coi đã được tháo hoặc là được hạ nắp capo chưa nha, được hạ động cơ chưa nha. Đây, động cơ BMW. Khi mà các bạn mua xe ở những trung tâm uy tín giống như mình các bạn, thì cái khoang động cơ mình rửa cực kỳ sạch sẽ luôn. Tại vì cái điều này sẽ giúp cho chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ xem được có nhớt có chảy không, nước có chảy không, để giúp cho chúng ta thấy được là cái khoang động cơ này nó có vấn đề không các bạn. Nên chúng ta đi mua xe lướt, chúng ta mua những trung tâm uy tín, thì những cái này chúng ta được xem thoải mái, được đề xuất thoải mái luôn, được xem hồ sơ cầm tay, được xem tất cả những cái mà theo ý của chúng ta muốn nha. Đây, những ốc chân máy nằm ở vị trí này các bạn. Những ốc này nếu mà chúng ta muốn hạ động cơ xuống, chúng ta phải tháo những ốc chân máy nha các bạn. Đó, còn làm giống mà đỏ từ nhà máy luôn các bạn. Và đó là những con ốc mà chúng ta để ý đầu tiên ha. Nếu mà có ốc trước đó chưa có tháo thì chúng ta để ý những ốc xung quanh các bạn. Để chúng ta xem có những chi tiết khác có được tháo hay chưa ha. Thì ốc chân máy sẽ tới những chi tiết về cái phần kết nối cùng với động cơ các bạn. Đó, chúng ta xem ha, những cái vết làm giống từ nhà máy nữa các bạn, còn rất mới luôn các bạn. Đó. Yên tâm ha các bạn. Thì khi mà chúng ta xuống tiền chúng ta mua xe cũ, tại vì cái xe nó cũng là một tài sản ha. Chúng ta có thêm một cái kinh nghiệm đi coi xe nữa các bạn, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái xe an toàn, an tâm hơn nha. Cái chi tiết tiếp theo đó là cái nắp capo này xem được hạ chưa các bạn. Tại vì khi mà chúng ta xem chi tiết này, chúng ta sẽ biết được là cái nắp capo này nó có bị va chập ngang hay không, va đập từ đầu xe tới hay không. Tại vì nếu mà chúng ta va đập ngang, va đập từ đầu tới, thì chúng ta phải hạ cái nắp capo này xuống để làm đồng các bạn. Đó, để làm đồng ha, thì bắt buộc phải tháo những ốc này ra các bạn. Bắt buộc phải tháo ốc này ra ha. Chúng ta xem một chi tiết thì chúng ta sẽ để ý những chi tiết xung quanh luôn các bạn. Thì nắp capo này hoàn toàn chưa được tháo xuống nha. Đó, chúng ta còn xem thêm những cái đường chỉ này các bạn. Tại vì khi mà cái sự va đập tới thì những đường chỉ này bắt buộc phải làm đầu tiên luôn ha. Đó, và tháo nắp capo ra. Chúng ta thấy ngóc nắp capo chưa tháo thì chúng ta cũng sẽ xem nhanh, xem lướt những chi tiết khác một chút xíu. Còn ví dụ chúng ta xem những cái vấn đề về giống như là nắp capo bị tháo thì những chi tiết xung quanh chúng ta sẽ xem kỹ hơn nha. Trong trường hợp này mình sẽ xem lướt một chút xíu. Ở trường hợp mà ví dụ đụng từ trên đây vô không có hạ cản đó, thì làm sao chúng ta biết cái phần cản đó có bị tháo hay chưa các bạn. Thì chúng ta lại cũng tiếp tục để ý những cái bát nè các bạn. Đây, những cái bát những bên hai bên tay xe nó sẽ nói liền cái phần cản trước, cái phần đèn với lại cái phần sắc xi xe chúng ta ha. Chúng ta xem những ốc này có được tháo rồi chưa các bạn. Đây, đó, được tháo rồi chưa. Nếu mà chúng ta xem mà chúng ta thấy có dấu hiệu tháo rồi đó, thì chúng ta sẽ xem những chi tiết khác kỹ hơn nha. Còn đối với một xe lướt, chúng ta xem những cái này chưa tháo ra thì chắc chắn những cái này nó cũng chưa hạ xuống luôn các bạn. Đây, những ốc này ha các bạn, những ốc liên kết của cái phần cản trước với lại cái sắc xi bắt buộc chúng ta phải tháo ra nếu mà chúng ta hạ cản nha. Đó. Ngoài ra các bạn, khi mà chúng ta thấy những cái ốc này đã bị tháo ra thì chúng ta phải nâng gầm lên. Đó, chúng ta phải xem ở dưới để coi những chi tiết liên kết nằm ở dưới, cái những cái mối hàn của nó còn liền lạc hay không ha. Đó, chúng ta sẽ kết luận nó sâu hơn. Tại vì đâu khi một số xe các bạn nó chỉ là đụng cái phần mũi này thôi, hoặc là nó chỉ là chạy cái cản phía trước thôi các bạn. Khách hàng kỹ, khách hàng vẫn tháo ra, khách hàng làm sơ một chút xíu thì cũng không có định nghĩa được đó là cái xe này đã bị đâm đụng ha các bạn. Đó, chúng ta xem chúng ta phải tính toán. Còn nếu mà chúng ta xem nhiều chi tiết bị tháo dở quá thì chúng ta phải xem càng ngày càng rộng ra những chi tiết kế những chi tiết đó ha. Càng thấy là chúng ta phải càng xem rộng ra nữa thì khi đó chúng ta mới kết luận được là xe nó bị cái gì nha các bạn. Rồi, ok, yên tâm là cái phần nắp capo, phần cản trước, phần hai tay xe đó là yên tâm đã chưa có được tháo ra, chưa có làm đồng sơn hay là chưa có đâm đụng gì ha. Cái phần lớp, cái phần mâm cũng ổn luôn các bạn. Rồi, tiếp tục chúng ta đi qua cái phần bên hông các bạn. Hồi nãy là chúng ta xem cái kính chưa thay rồi ha. Vậy nếu mà cái kính chưa thay thì lỡ mai đụng dưới đây thì làm sao? Đó các bạn, thường cái kính chưa thay các bạn thì nó sẽ linh với lại cái xe mà chưa lật các bạn. Tại vì các bạn cứ nghĩ đi, một cái xe lật thì bắt buộc phải bể kính. Bể kính thì chúng ta sẽ xem những chi tiết, ví dụ thay kính chúng ta phải xem những chi tiết về nắp capo, về cửa xe nó kỹ hơn một chút xíu nữa ha. Còn nếu mà chi tiết này chưa thay thì chúng ta có thể xem nhanh ở những chi tiết xung quanh các bạn. Ví dụ xe này chưa bể kính thì chúng ta xem coi nó có đụng ở dưới những cái cành, những cái cửa không các bạn. Đây, những cái nếp này các bạn. Chúng ta xem coi có được tầng được làm lại chưa không ạ.
Đó, còn những cái này là như mới luôn các bạn. À, chúng ta rất yên tâm luôn ha. Và khi mà chúng ta xem cái cửa này, lỡ mai khách hàng mở ra, đụng vô lại cái cây cột điện hay là đụng vô cái tường thì nó cũng đâu ảnh hưởng gì trong đây đâu. Nếu mà trong đây bạn thấy có dấu hiệu làm lại thì chúng ta sẽ tiếp tục xem sâu vô những chi tiết kế bên này các bạn. Đây, kế bên những chi tiết này các bạn. À, chúng ta kéo những cái lon này xuống các bạn. Đó. Những chi tiết này là những chi tiết bấm từ nhà máy, cực kỳ khó làm lại, liền lạc giống như nhà máy làm ha các bạn. À, các bạn cũng đừng ngại tháo những cái lon cao su này xuống, tại vì cái lon cao su này chúng ta xài ví dụ 3, 4, 5 năm các bạn, nó bị chai. Bắt buộc chúng ta cũng phải tháo ra cái này để chúng ta thay lon cao su ha. Để nó tăng cái sự kết nối và nó tăng cái sự đỡ tiếng ồn, cái tiếng mà nó đẩy hãm phanh cánh cửa lại các bạn. Đó, chúng ta cũng phải thay cái cao su này, nó bị lão hóa theo thời gian. Nên cái việc mà chúng ta tháo xuống cái này, chúng ta coi bình thường ha. Các bạn mua xe ở bên mình nữa các bạn, thì các bạn mua những cái này, các bạn xem những cái này thoải mái các bạn. Thì xe bên mình thì mình muốn show up cho khách hàng thấy hết tất cả những cái gì đó khách hàng mong muốn. Chứ các bạn mà đi mua cái xe khách, các bạn mà kéo ra những cái này các bạn xem xong rồi các bạn lại không mua, đó thì khách hàng cũng sẽ cầm lên, khách hàng cũng sẽ khó chịu ha. Hoặc là các bạn đề xuất xem giấy tờ, giấy tờ cầm tay, có một số khách hàng lại đi cầm ngân hàng hoặc là để chỗ nào đó, hoặc là biết bao nhiêu cái vấn đề mà nhiêu khê mua bán qua người này người nọ người kia, thì làm sao các bạn có thể check được người nào là chủ cuối cùng. Bên mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn xem là người chủ cuối cùng là người nào trên cái cà vẹt để chúng ta có thể công chứng mua bán. Cái thứ hai nữa là hồ sơ bên mình, hồ sơ cầm tay luôn các bạn có thể xem trực tiếp luôn ha. Các bạn cũng cực kỳ thoải mái luôn đó, để khi mà các bạn mua một cái xe tại đơn vị bên mình ha các bạn cứ yên tâm. Ở những chi tiết này mình sẽ show ra các bạn xem thoải mái luôn các bạn. Rồi à, mình sẽ đi qua bốn cửa rồi mình sẽ quay về nội thất cho các bạn xem nha. Đây các bạn, đó chúng ta sẽ thấy, để ý đầu tiên là những cái lon ở bên cửa trước nè các bạn. À, chúng ta xem đẹp rồi các bạn thì chúng ta sẽ yên tâm là phần này cũng ok luôn ha. Rồi nếu mà ở đây nó có vấn đề thì bắt buộc chúng ta phải xem ở đây các bạn. Mà nếu ở đây có vấn đề bắt buộc chúng ta phải tháo những cái lon này ra nè các bạn. Đó, tháo những cái tấm này ra, cái tấm này cũng dễ tháo nè các bạn. Chúng ta xem những chi tiết bên trong, coi xe nó có bị lật hay là có cái một cái chi tiết gì từ trên xuống, giống như đi qua những cái vùng mà bị sạt lở các bạn, đá nó có đập lên đây hay không. À, chúng ta phải xem ha. À, nếu mà làm lại đá nó có đập lên đây thì những chi tiết này nó sẽ bị cong, cong thì ở đây phải làm lại đồng sơn này các bạn. Đó các bạn, cong thì những chi tiết này phải làm đồng sơn lại này các bạn, đó làm sao mà nó đẹp giống như vậy được ha. Đó. Nên chúng ta xem một số chi tiết mà chúng ta thấy ổn thì chúng ta sẽ xem nhanh, xem lướt hơn một chút xíu. Còn thấy không ổn chúng ta phải chậm lại một chút xíu nha. Rồi cái phần cấp sau các bạn. Ở phần cấp sau thì nó cũng những sự va đập về những cái đuôi xe ở phần này các bạn. Đó, những cái lon này ha. Cái tiếp theo nữa chúng ta tháo cái tấm nỉ này ra. Đó, nếu mà chúng ta quyết định chúng ta mua cái xe này và chúng ta muốn xem kỹ hơn, để đi đến cái phần trăm cuối cùng để chúng ta quyết định xe, thì các bạn có thể nhờ bên mình tháo tấm này ra để chúng ta theo xem những cái ốc ở bên trong có được tháo hay chưa ha. Đó, chúng ta sẽ kỹ hơn chút xíu nữa. Và lỡ may không đụng ở đây nhưng mà đụng ở dưới cái cản này, thay cản này thì sao? Chúng ta phải nâng gầm lên các bạn, chúng ta lòn ở dưới chúng ta xem những cái đường mà kết nối cái phần sắt xi với nhau á, coi nó còn liền lạc hay không, bên trái có giống bên phải hay không. Đó, để chúng ta nhận định cái phần đuôi phía sau thì chưa làm lại ha các bạn. Có một số khách họ rất kỹ các bạn, tại vì chỉ cần chạy nhẹ một chút xíu là họ đã đi làm đồng sơn lại các bạn. Thì những xe đó mình không gọi là đâm đụng các bạn, những xe đó mình không gọi là tai nạn, những xe đó gọi là chỉ là làm đồng sơn nhẹ xung quanh thôi. Thì đối với những đơn vị mua xe cũ bên mình thì bên mình luôn hỗ trợ làm những vấn đề đó cho khách hết các bạn. Còn phần nội thất nè các bạn, đây còn rất mới thôi các bạn. Tại vì xe này mới đi được có 11.000 cây thôi, gần như là một cái xe mới luôn các bạn. Đăng ký vào tháng 3/2023 nha. Đó, nội thất rất mới luôn các bạn để ý. Khi mà chúng ta để ý những cái phần da này các bạn, chúng ta sẽ thấy được là xe lướt. Cái này là gần như mới luôn ha, chưa có cái vấn đề mà nhăn nheo. Tại vì khi mà chúng ta ngồi lên xe thường xuyên á thì những chỗ này rất dễ bị nhùng rồi các bạn. Nó bị nhùng ha. Khi mà nó bị nhùng các bạn thì chúng ta sẽ thấy được cái vấn đề sờn mà cũ của nó liền các bạn. Đó, cái vô lăng cũng vậy. Tất cả là như mới luôn các bạn. Xe này cũng đã trang bị những option như là loa Harman-Kardon các bạn, trong những dàn loa cũng rất xịn sò luôn ha. Với cụm đèn laser BMW, trong những cụm đèn thế hệ mới hiện nay luôn các bạn. Và cụm phanh M-Sport ha.
camera 360 cũng đang được tích hợp trong xe luôn các bạn, và có chức năng hỗ trợ đổ xe tự động. Và chúng ta lái xe này, chúng ta là một người nữ hoặc chúng ta là một người nam trẻ tuổi, muốn thể hiện cá tính, muốn lao xe đi với tốc độ cao và hòa mình, người và xe cùng là một các bạn, thì cái xe này cực kỳ hợp lý luôn ha. Ở phần phía sau của BMW 330i, cái khoảng không gian ngồi cũng khá là rộng rãi, thoải mái quá các bạn thấy. Còn rất là tươm tất và mới mẻ luôn ha. Đó. Cái phần trần và phần cột ABCD cũng là được định vị dòng xe sang, dòng xe cao cấp luôn các bạn. Trần cũng là trần đen luôn ha. Xe này ngoại thất là màu trắng, cực kỳ phù hợp với lại những người trẻ tuổi các bạn, nhất là những chị nữ ha. Đi những xe này cực kỳ sang luôn. Nội thất cũng rất rộng rãi và thoải mái. Có cổng gió ở phía sau. Khi mua xe thì chúng ta nên làm phụ kiện gì các bạn? Thì mình chia làm hai nhóm phụ kiện ha. Nhóm phụ kiện nên làm khi mua xe và nhóm phụ kiện nên cân nhắc làm khi mua xe. Một trong những cái phụ kiện đầu tiên đó là cái dán phim cách nhiệt các bạn. Dán phim cách nhiệt, chúng ta chọn những cái mã phim cách nhiệt xịn, nó sẽ bảo vệ sức khỏe ngồi trong xe. Ánh nắng sẽ đỡ hầm vào xe ha các bạn. Và chúng ta ngồi trên xe máy lạnh làm lạnh nhanh hơn. Chúng ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều luôn khi mà chúng ta ngồi trong khoang nội thất của những cái dòng xe dán phim xịn các bạn. Cái thứ hai nữa là cái phủ xe mít các bạn. Với xe màu trắng như vậy, chúng ta lấy xe từ hãng thì hãng sẽ làm cho chúng ta một lớp bóng và một lớp sơn ha. Chúng ta phủ xe mít là trong gốm dạng gương, chúng ta phủ lên đó để giữ cái bề mặt sơn chúng ta luôn đẹp, luôn bóng theo thời gian. Tại vì axit khi mà chúng ta đi rửa xe các bạn thì sẽ ăn mòn và lớp bóng và lớp sơn. Nếu chúng ta không phủ xe mít các bạn, nó sẽ làm bào mòn lớp sơn và lúc đó xe sẽ bị ngã màu ha các bạn. Còn xe mít khi mà các bạn làm bên mình là gói xe Ceramic GB của Mỹ, gói cao cấp, đó bảo hành cho các bạn 3 năm đó các bạn, và giúp cho bề mặt xe chúng ta sẽ luôn đẹp, luôn bóng như những ngày đầu chúng ta nhận xe luôn ha. Món thứ hai nên làm và chi tiết nữa đó là camera hành trình các bạn. Đây, camera hành trình xe này cũng chưa có, chúng ta nên làm cái mã camera hành trình là M1 Vietmap đó các bạn. Tại vì cái camera hành trình đó sẽ giúp cho chúng ta có những cái đoạn biểu báo tốc độ thường xuyên lên trên cung đường mà chúng ta đang chạy ha, để nhắc nhở chúng ta camera phạt nguội, nhắc nhở cho chúng ta những cái cảnh báo giao thông, chúng ta đi xe cực kỳ an tâm đó các bạn. Và mình đã trải nghiệm cái này thực tế qua những cung đường của quốc lộ 14 các bạn, mình đi mình chạy thường xuyên luôn đó, và trên những cung đường quốc lộ 14 đó thì được cảnh báo thường xuyên nên mình cũng chưa bao giờ, chưa lần nào bị tít còi chứ không phải là chưa bao giờ, hy vọng là sẽ là chưa bao giờ nha. Món phụ kiện thứ ba mà chúng ta cũng nên làm đó là phủ gầm các bạn. Chúng ta cũng nên phủ gầm khi mà chúng ta nhận xe ha. Chúng ta sẽ bảo vệ phần gầm, chúng ta sẽ khỏe hơn, đỡ dập hơn. Vì chúng ta đi chạy xe ở những vùng mà chúng ta ít rửa xe, hoặc chúng ta lâu lâu mới rửa xe, hoặc là chúng ta đi xe ở vùng biển các bạn, hơi muối nó sẽ ăn mòn và lớp sắc xi đó, nó làm dập đi cái phần sắc xi của chúng ta ha. Đó là nhóm các phụ kiện chúng ta nên làm khi mua xe các bạn. Ngoài ra còn cái thảm nữa các bạn. Đây, cái thảm như vậy cũng rất cần thiết luôn ha. Tại vì hãng sẽ cho chúng ta một cái thảm nỉ, chúng ta chuyển qua thảm Taka giống như vậy, chúng ta sẽ tháo ra tháo vô, vệ sinh sẽ sạch sẽ hơn. Một trong những chi tiết mình nghĩ cũng nên làm khi mà chúng ta mua xe ha. Tiếp theo nữa đó là cái nhóm phụ kiện nên cân nhắc làm khi mà chúng ta mua xe để tăng cảm xúc lái xe các bạn. Cũng hết đầu trong những cái chi tiết chúng ta cũng nên cân nhắc làm các bạn. Với những khách hàng ở phân khúc sang, những phân khúc định vị giống như vậy, thì những người ngồi trong xe của họ không thích cái cảm giác mà đùng đùng giống như vậy các bạn. Tại vì chúng ta đứng ở ngoài thì đỡ ha, chúng ta ngồi ở trong với cảm giác đùng đùng giống như vậy, nó được dồn vào xe liên tục các bạn, gây cảm giác rất khó chịu cho ngồi bên trong xe ha. Chúng ta sẽ làm cái cửa hít để chúng ta thả cửa nhẹ nhàng giống như vậy, đó sẽ cực kỳ nhẹ nhàng và tinh tế luôn các bạn, để giúp cho những người ngồi ở trong sẽ được thoải mái, không có bị nghe tiếng đùng đùng ha. Đây là trong những cái gói của người giàu các bạn, nhẹ nhàng thôi đó. Rồi chi tiết tiếp theo nữa là cái hộp Anabox các bạn. Anabox trong những cái thuộc về cũng thần thánh này ha, nó sẽ giúp cho chúng ta chuyển đổi những màn hình zin giống như vậy qua màn hình Android các bạn, để chúng ta cũng có thể kết nối YouTube, chúng ta cũng có thể sử dụng Google Maps ha, trên cái màn hình Android này luôn. Tại vì mình cũng đã trải nghiệm cái này nhiều rồi các bạn. Khi mà chúng ta đi những cung đường mà chúng ta chọn Google Maps á, thay vì chúng ta dùng cái điện thoại chúng ta kết nối lên thì sẽ rất rườm rà khi mà chúng ta nghe điện thoại hay xử lý việc này cá nhân trên điện thoại, nó sẽ bị mất đi cái Google Maps. Chúng ta lắp hộp Anabox, chúng ta xài Google Maps, chúng ta search quán ăn, chúng ta search tất cả mọi thứ luôn, thì nó sẽ xuất hiện ra cho chúng ta những cái địa điểm ở gần nơi chúng ta nhất luôn các bạn, cũng rất tiện luôn ha. Và chúng ta cũng có thể cài podcast, chúng ta cũng có thể nghe nghe bài học kinh doanh về podcast ha, và chúng ta cũng có thể nghe SoundCloud, những ban nhạc cũng rất hay luôn các bạn, bằng một cái hộp Anabox, một trong những cái mình nghĩ cực kỳ tiện dụng luôn khi mà chúng ta đi xa ha. Hộp podcast,
Và cái Analog đó chúng ta còn có thể lắp thêm cảm biến xuất lớp nữa các bạn. Chúng ta vô cảm biến xuất lớp, vô bốn cái mâm này các bạn. Đó, và nó sẽ xuất hiện cái màn hình cảm biến xuất lớp trên cái hộp Analog luôn ha, để giúp cho chúng ta quan sát bốn cái bánh chúng ta sẽ dễ dàng hơn khi mà chúng ta đi xa, để chúng ta cũng có thể xem được bánh nào thiếu hay là bánh nào bị xì ha, chúng ta có thể bơm lại để giúp cho chúng ta đi xa sẽ an tâm hơn rất nhiều luôn. Đó các bạn, chúng ta sẽ quản lý cái xe nó sẽ ổn hơn ha. Và cái món tiếp theo nữa chúng ta cũng nên cân nhắc làm, đó là cái vô lăng đê kết này các bạn. Đây, cái vô lăng đê kết. Cái vô lăng đê kết thì khi mà chúng ta làm các bạn, thì bên mình sẽ làm cái phương án là đắp composite cho phần này nó to ra ha. Đó, mình sẽ làm carbon fiber. Chúng ta nhìn một cái chiều sâu rất đẹp luôn. Và chúng ta lái xe với cái vô lăng đê kết cực kỳ sướng các bạn. Và mình cảm thấy là mình lái cái vô lăng của mình vần cái vô lăng, cảm thấy là cực kỳ thư giãn khi mà bên mình thực hiện vấn đề mà lái xe luôn các bạn. Rất tuyệt vời luôn ha. Một trong những cái giúp cho chúng ta cũng thoải mái và vừa làm cái vấn đề mà khử mùi ha các bạn, đó là các bạn lắp đường nước hoa các bạn. Đường nước hoa mình sẽ để những vị trí này các bạn. Đó, nó không có chiếm chỗ, không có chiếm vị trí ha. Nó sẽ thổi hương hoa, những cái hương mà chúng ta có thể tùy chọn được qua cái cổng gió. Vừa là khử mùi, vừa là giúp cho cái không gian trong xe chúng ta sẽ có những mùi hương rất dễ chịu luôn các bạn. Nó sẽ bồi đắp thêm những hành trình của chúng ta đi xe sẽ tuyệt vời hơn ha. Đó là những món mà chúng ta cũng có thể làm cho xe BMW 330i. Khi mà chúng ta mua xe ha, tất cả những cái nâng cấp này đều có sẵn tại Auto Style bên mình hết các bạn. Rồi, mình xin lặp lại ha. Xe BMW này bên mình đang bán với giá là 1 tỷ 589 triệu các bạn. Dòng BMW 330i xuất xưởng là 2022 các bạn. Đăng ký lần đầu tháng 3 2023. Lúc đấy cách đây 5 tháng lăn bánh là 1 tỷ 9 các bạn. Các bạn mua bây giờ cũng tiết kiệm gần 400 triệu luôn ha. Mình nghĩ con số cũng khá hời các bạn. Các bạn muốn xem xe, trải nghiệm xe, xem giấy tờ, mọi thứ thì ghé bên Auto Style bên mình ha. Và có số món phụ kiện chúng ta cũng nên làm khi chúng ta mua xe. Và có một số phụ kiện chúng ta nên cân nhắc làm cho BMW 30 này. Khi mà chúng ta mua xe, tất cả những phụ kiện này đều có sẵn tại Auto Style bên mình hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem clip ha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.